Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho các doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020. Với tiêu chí được giảm thuế là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu để xác định doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng. Bỏ qua tiêu chí về số lao động đóng bảo hiểm trước đó để bảo đảm tính công bằng cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, theo nghị quyết, không chỉ các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã được hỗ trợ mà doanh nghiệp vừa cũng được hỗ trợ. Việc thực hiện mở rộng đối tượng được giảm thuế nêu trên thì số giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 tăng từ 15.840 tỷ đồng lên khoảng 23.000 tỷ đồng so với phương án ban đầu. Thời điểm hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục triển khai dịch vụ tin nhắn thông qua điện thoại di động của khách hàng phục vụ hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường việc kiểm soát và minh bạch thông tin của Ngân hàng Chính sách. Theo đó, thời gian bắt đầu triển khai dịch vụ đối với khách hàng có số điện thoại mạng Viettel là từ ngày 5 tháng 3 năm 2020, đối với khách hàng thuộc mạng khác là ngày 1 tháng 4 năm 2020. Trong đó, tên hiển thị ở mục người gửi là Ngân hàng Chính sách Xã hội, viết tắt là Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nội dung những tin nhắn khách hàng sẽ nhận được gồm các loại như tin nhắn đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay, tin nhắn thông báo nợ đến hạn, tin nhắn thông báo chuyển nợ quá hạn, tin nhắn thông báo giao dịch tài khoản thanh toán tiền gửi. Đặc biệt, dịch vụ tin nhắn của Ngân hàng Chính sách Xã hội là hoàn toàn miễn phí. Đến nay, 100% khách hàng có số điện thoại đều đã đăng ký sử dụng dịch vụ trên, giúp khách hàng chủ động trong tất cả các giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Thưa quý vị và các bạn, giá lợn hơi tiếp tục tăng 4 đến 5.000 đồng trên 1 kg, lên 92 đến 93.000 đồng trên 1 kg, kéo theo giá lợn thịt cũng tăng theo. Tại các khu chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giá lợn thịt tăng thêm từ 7 đến 8.000 đồng kg, giá bán trung bình 150.000 đồng kg. Cụ thể, thịt lợn ba chỉ có giá 160.000 đồng kg, thịt thăn có giá 170.000 đồng kg, thịt mông vai có giá 150.000 đồng kg, xương có giá từ 130 đến 140.000 đồng kg. Trong khi đó, giá thịt lợn nhập ngoại vẫn ổn định ở giá 135 đến 145.000 đồng kg, mặc dù nguồn cung không đủ. Như vậy, bất chấp những nỗ lực giảm giá thịt lợn của chính phủ, thịt lợn lại tiếp tục tăng. Gặp khó khăn ở thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp đang tập trung hướng vào thị trường trong nước, thì phong trào người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, góp phần khôi phục nền kinh tế. Ở Hưng Yên, các sản phẩm có xuất xứ trong nước đã được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng thường xuyên. Thời gian qua, các sản phẩm có thương hiệu Việt đã có chỗ đứng trên thị trường, nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm còn có chất lượng tốt hơn cả các sản phẩm nhập ngoại, nhất là sản phẩm như thực phẩm, sữa. Trên đường Điện Biên, thành phố Hưng Yên, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi có tỷ lệ các sản phẩm nguồn gốc Việt Nam chiếm từ 70 đến 90%. Chất lượng hàng Việt Nam thì hiện tại thì bây giờ cũng rất là tốt. Được ví dụ như là sữa thì cũng được Bộ Y tế kiểm định rất là gắt gao. Nguồn gốc xuất xứ thì rõ ràng, giá cả thì cũng phù hợp với lại mức sống của người Việt Nam. Trong giai đoạn mà đang gặp khó khăn về vấn đề xuất khẩu thì người Việt Nam thì càng nên ủng hộ các sản phẩm của các công ty Việt Nam. Trong lĩnh vực thời trang có cạnh tranh bởi rất nhiều sản phẩm từ cao cấp đến giá rẻ từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu Việt đã khẳng định được chất lượng và các sản phẩm có mẫu mã đa dạng, bắt kịp xu thế thời trang. Trong đó phải kể đến các thương hiệu lớn như giày dép, Bitit, quần áo Việt, Owen, Canifa, Phú Khang và một số thương hiệu mới nổi khác. Sản phẩm của bên em thì nó cũng đã ra mắt thị trường rất nhiều năm rồi ấy. Thì những cái dòng sản phẩm này thì đã được mọi người ủng hộ, doanh số của nhà em khá là ổn định, thậm chí là nó còn cao hơn so với bình thường ấy. Phong trào người Việt dùng hàng Việt đã thể hiện rõ vai trò giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển và có chỗ đứng trên thị trường, nhất là khi hội nhập ngày một sâu rộng. Bên cạnh đó, các sản phẩm trong nước đã được quản lý tốt về chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn không những ở trong nước mà cả nước ngoài.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai.